lạ. Mình vừa để hộp pate đây mà lại mất được. Chỉ có con nhỏ Thư lấy thôi chứ không ai vào đây cả. Cả nhà ơi! Ăn gì? Trời ơi! Thôi quá, cả nhà có mặt đông đủ đi luôn. Ghê lắm! Con đang ở trên lầu, con đang ở trên lầu. Tự nhiên con nghe dưới đây ăn trộm, ăn trộm. Nhà mình có ăn trộm rồi, bắt ăn trộm. Trời ơi! Ăn trộm này! Đó! Quất đi! Quất không? Tấu hề với tao hả mày? Lên đây! Anh ơi, em không phải cái chậu đâu anh ơi. Thật ra em... Thôi nói nữa! Em biết này! Tập 6 Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 21:55 thứ tư ngày 15 tháng 8 năm 2018 trên kênh HTV7.